Sala xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán giả đang xem video được phát từ kênh YouTube của Sala TV. Đây là khung cảnh vào một buổi chiều tà cuối tháng 4 tại khu di tích lịch sử nhà mồ Bà Chúc. Sala đến đây để ghi hình hai ngôi chùa của đạo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa là chùa Phi Lai và chùa Tam Bảo. Và cả hai ngôi chùa này đều là những chứng tích lịch sử sau trận thảm sát của Pol Pot đối với người dân Bà Chúc đã xảy ra vào năm 1978. Tuy nhiên, khi vào bên trong nhà trưng bày chứng tích tội ác, thì hình ảnh quá đau thương và có phần rùng rợn, diễn tả lại cảnh tàn sát đồng bào Bà Chúc của chính quyền Khmer Đỏ, cho nên Sala đã cố để máy quay xa xa, không dám ghi hình cận cảnh, để phần nào tránh được nỗi xúc động và ám ảnh khi quý vị khán giả xem video này. Sala chỉ lướt qua một phần và sau đó sẽ đưa quý vị khán giả bước sang di tích nhà mồ Bà Chúc, là nơi lưu giữ 1159 bộ hài cốt của thường dân đã bị quân Pol Pot sát hại dưới nhiều hình thức dã man như thời Trung Cổ. Trên màn hình quý vị đang quan sát, đó chính là những công cụ mà quân Pol Pot đã dùng để sát hại dân Bà Chúc vào năm 1978. Đó là những gậy gộc, búa, vồ, lưỡi lê. Phụ nữ thì bị cưỡng hiếp rồi dùng gậy nhọn đâm vào vùng kính. Đàn ông thì bị đập vỡ sọ. Trẻ con thì bị xé đôi, đâm bằng cây tầm vong nhọn hoắt. Và tất cả những hành động đó đều được chụp lại bằng những hình ảnh rất là chân thật, thông qua những cái xác còn chắc đóng trên cánh đồng Bà Chúc mà khi vào nhà trưng bày quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy. Tiếp theo, quý vị khán giả hãy cùng với Sala bước sang nhà mộ Bà Chúc để tận mắt nhìn thấy những đầu lâu cùng với xương chân, xương tay của đồng bào Bà Chúc đã thiệt mạng vào năm 1978 và những mảnh xương đã ngả vàng do bị dìm trong nước lũ một thời gian trước khi được thu gom lại. Và cho đến tận ngày hôm nay, qua bao nhiêu nỗ lực, người ta vẫn chưa xác định được hết danh tính của những hài cốt vô danh này. Nhà mồ Bà Chúc hiện tại được thiết kế hình hoa sen úp ngược với 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng nhằm giảm bớt cảnh tang thương chết chóc. Mỗi cánh hoa sen là nơi trưng bày một nhóm hài cốt theo độ tuổi, giới tính khác nhau, căn cứ vào kết quả giám định hộp sọ. Hiện nhà mồ Bà Chúc trưng bày 1159 trên 3157 bộ hài cốt, chiếm 1/3 số nạn nhân bị Pol Pot sát hại trong 12 ngày đêm chiếm đóng tại Bà Chúc. Thị trấn Bà Chúc, huyện Chi Tôn, trước đây là một xã thuộc huyện Bảy Núi, cách biên giới Việt Nam và Campuchia 3.500m. Nơi đây vào đêm 30 tháng 4 năm 1977, cùng lúc với 14 xã biên giới của tỉnh An Giang, Pol Pot đã xu quân tấn công, tàn sát đồng bào Việt Nam một cách man rợ. Đỉnh cao của tội ác này là cuộc thảm sát 3.157 người dân Bà Chúc từ ngày 18 tháng 4 năm 1978 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978. Qua 12 ngày đêm, Pol Pot chiếm đóng. Đi đến đâu, Pol Pot cướp bóc tài sản, đốt phá nhà cửa, các công trình công cộng, tàn sát đồng bào ta không kể già trẻ, nam nữ. Những cảnh giết người hàng loạt
dã man diễn ra khắp nơi, không bút vực nào tả hết. Chứng tích căm thù nhà Mồ Ba Chúc là một bản cáo trạng về tội ác diệt chủng của Pol Pot. Muôn đời còn ghi nhớ, nỗi đau này mãi mãi vẫn còn trong ký ức của dân tộc Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tội ác của Pol Pot đã gây ra cho nhân dân An Giang. Tàn sát toàn tuyến biên giới 4.158 người, làm bị thương 774 người, tàn phá tài sản 4.500 căn nhà, tàn phá trường học, bệnh xá, nhà thờ ở 14 xã, tàn phá ruộng vườn, hủy hoại hoa màu 22 xã, châu bò và súc vật khác 112 con, ghe xuồng, máy bơm 85 cái. Diện tích đất đai bị tàn phá 4.000 hecta, xã, phường, thị trấn bị tàn phá 36 đơn vị. Đặc biệt xã bị hủy diệt hoàn toàn là 8 xã. Thảm sát ở Ba Chúc hơn 3.000 người. Hầu hết nhà, chùa, công trình công cộng của Ba Chúc đều bị tàn phá. Và đây là một đoạn video ngắn mà Sala muốn gửi đến cho quý vị khán giả của YouTube Sala TV. Phần nào thấy được hoặc hồi ức lại một thời đau buồn tang thương và cùng chia sẻ nỗi đau mất mát quá to lớn với nhân dân Ba Chúc. Mà khi Sala có dịp về lại thị trấn Ba Chúc để thực hiện video về hai cảnh chùa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nếu quý vị nào có dịp về Ba Chúc, hãy đến nhà mộ Ba Chúc thắp một nén nhang để tưởng niệm những vong linh và từ đó cũng khơi dậy lòng yêu đồng bào, yêu tổ quốc Việt Nam của mọi người. Sala xin dừng lại video, kính chúc cho tất cả quý khán giả luôn thật nhiều sức khỏe, đầy đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt, để bước tiếp một cuộc sống mới và những tương lai mới đang đón đợi chúng ta quý vị nhé.